Gì đây? Em phải lên cơn đấy à? Mẹ con tôi không cần anh nữa đâu. Mẹ con đó. Đã hỏi ý kiến con tôi chưa mà dùng hai từ mẹ con. Tôi nói lại một lần nữa nhá. Tôi lựa chọn cuộc sống độc thân. Tôi chỉ muốn ở vậy với con thôi. Từ giờ trở đi, anh đừng kiếm mẹ con tôi nữa. À không, anh vẫn gặp con như bình thường. Còn tôi thì không. Không ràng buộc, không hàn gắn, đặc biệt không muốn dây dưa gì đến anh nữa cả. Cô còn cái miếng giá trị nào để mà lựa chọn nữa à? Đã là mẹ đơn thân rồi lại còn mang tiếng là tiểu tam. Có vẻ như là anh thích đi biển nên cứ đem chuyện cũ để ra khơi nhỉ. Anh cứ giữ lấy hết tất cả những cái nhiệt huyết, tâm huyết, lăng nhục tôi ấy, để mà phục hồi nhân phẩm cho anh đi. Anh là một người bố tồi lắm. Còn với tôi thì anh là một kẻ ngoại tình mà lại còn hèn nhát nữa. Trước đây anh ở với tôi, anh chán tôi, anh đến với cô ta. Còn bây giờ anh chán cô ta rồi, anh định quay lại với tôi à? Không có đâu. Tôi không ngồi đây chờ anh huýt sáo lên đường đâu. Không bao giờ ngày mai đó đâu. Là tôi gọi cô ta đến đấy. Đồ tôi dùng xong bỏ đi rồi. Nếu cô thích cứ mang về mà dùng như đã từng nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Anh không biết nhục à? Mà còn quỵ lụy cô ta. Đúng là đồ hèn. Hèn thì đừng có mà dây vào thằng này nữa. Giả mồm. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.